Hello, Hồng Loan chào tất cả cô chú anh chị các bạn và các em. Hôm nay thì tranh thủ lúc Lộc đang sửa cái máy rửa chén á. Cái nhà bữa giờ sao mà nó cứ hư đủ thứ hết trơn á, làm ngày nào Lộc cũng phải làm công chuyện hết. Bây giờ Hồng Loan tranh thủ mình chia sẻ làm điệu chút xíu nha. Lần mới gội đầu xong á thì thường mà gội đầu xong á cái lần xài cái serum này nè, serum của Secret á, nó làm nó giúp cho cái tóc của mình nó bóng mượt lắm. Xoa đều cái tóc ha. Hôm nay Hồng Loan chia sẻ cái cách mà để làm cho cái tóc mình á, mình mới gội xong cái tóc mình nó xẹp lắm phải không, làm xong để cho nó hơi phùng phùng lên, nó phùng phùng tóc lên á, nhìn nó đẹp hơn. Chia sẻ với cả nhà ha, mình thoa cái serum để dưỡng tóc xong, Hồng Loan xài cái này nè, cái này nè. Hồng Loan mua cái này trên mạng đó, nó hiệu là Bad Head của hiệu TG mà chuyên về tóc của quý vị. Hồi kỳ đó Hồng Loan mua hình như có 40 đồng mà. Bây giờ mình làm gì nè ha, mình mở nó lên, mình bỏ nó lên, mình để khoảng chừng 5 phút, bắt đầu mình kẹp ở phần trong của cái tóc mình á. Mình sẽ lấy cái tóc mình, mình lấy một cái lớp này ra đó. Mình sẽ kẹp cái phần trong ha. Mỗi lần mình lấy một chút ít gì thôi nha quý vị. Mình kẹp nó. Khi mà nó nóng rồi đó, mình kẹp mình để một chút mà. Làm này phải cẩn thận nha, coi chừng võng tay nha. Vậy thấy không? Nó có cái đường cưa đó. Đó. Mình lấy từng lớp. Giờ tới lớp dưới ha. Ghê lo làm biến lắm. Nếu mà mình có thời gian mình xiên á thì mình làm hết cái chân tóc của mình ở phần trong hết, thì nguyên cái đầu mình á nó sẽ phồng lên rất là đẹp. Đó, nó cái răng cưa đó quý vị thấy không? Đó. Rồi mình lên tới cái lớp phía trên này nha. Nhớ là phải chừa phía này ra, nhà không có làm phía này. Mình càng xiên mình chia tóc càng mỏng á, thì mình bấm nó lên á, nó càng phùng hơn. Giờ Long bỏ cái tóc này ra nha. Mình không có thấy cái đường răng cưa ha, mà thấy cái tóc mình nó hơi phồng phồng lên á. Rồi xong mình làm tới bên đây, mình cũng lấy một cái lớp mỏng ra. Mình nhớ mình phải sấy tóc cho khô nha. Nãy lần sấy tóc nó chưa được khô lắm cho nên nó hơi, mình bấm nó hơi lâu, nó mới lên cái giận giận này. Để mình tha cái serum mắt nó đỡ, nó không có làm cháy cái tóc của mình. Tự làm hơi cực ha. Mà điệu thì phải chịu thôi. Hơi mỏi tay nhưng mà Loan làm cũng quen rồi. Rồi xong. Nhớ kẹp người sau nữa nha. Này Loan làm sơ sơ cho quý vị coi thôi ha. Đó, thấy không? Tóc mình nó phùng lên liền. Chia sẻ chút xíu bí quyết nha.
À, chắc cũng có một số bạn cũng biết rồi, mình chia sẻ với những người chưa biết. Ví dụ như mình có đi tiệc hay gì á, cái tóc mình nó xẹp quá, mình có thể mình kẹp lên cho nó phồng phồng lên đó. Nhiều người nhìn nói Hồng Loan bộ cắn tóc giả vô hả, sao thấy tóc nó nhiều quá, thì mình ăn gian đó, mình bấm vậy nè cái nó phồng phồng lên, nhìn thấy tóc mình nó nhiều hơn ha quý vị ha. Ok, chia sẻ chút xíu ha. Hello, Lộc và Loan xin kính chào quý vị. Xin chào tất cả mọi người nha. À, bây giờ là 2 giờ 10 phút của ngày 21 tháng 5. Hồng Loan xin update đến quý vị cái tình hình bệnh của Mỹ là 1.615.114 người bệnh, số người mất là 96.093 và số người được chữa khỏi là 380.691. À, từ qua giờ thì số người chữa khỏi đó là được 11.000 người, hơn 11.000 người một chút xíu. Ca bệnh thì như chúng ta biết là vẫn tăng. À, nhưng mà ngày hôm nay á, có khá là nhiều cái tin vui. À, cái tin đầu tiên là Hồng Loan muốn nhắc đến quý vị là cái vaccine mà của công ty Moderna đó, là họ đang thử vào cái giai đoạn thứ 2, thì họ sẽ nói là trong vòng 45 ngày là sẽ cho chúng ta kết quả. Bây giờ là họ sẽ thử khoảng gần 1.000 người á thưa quý vị. À, và sau cái phase 2 đó thì họ sẽ thử tới phase 3, là lúc đó là cái số lượng nó sẽ lên tới cả chục ngàn người. À, chúng ta chờ đợi để xem kết quả là như thế nào ha. Và thêm một cái tin mừng nữa đó là hiện tại bây giờ có một cái trường đại học ở Toronto, Canada đó, thì họ có một cái phòng chuyên nghiên cứu về những cái sinh học này nọ trong cái trường đó. Thì hiện tại là họ đã nghiên cứu được khoảng 10.000 tỷ. 10 tỷ. À, hiện tại thì họ đã nghiên cứu được 10.000 dữ vậy. 10 tỷ là thấy nhiều rồi, 10.000 tỷ. Họ nghiên cứu được 10 tỷ cái chất để mà sử dụng để trị bệnh hoặc là bất kỳ cái gì đó. Thì họ đã lấy cái con virus corona này, họ bỏ vô và họ cho thử nghiệm với 10 tỷ cái chất đó. Thì trong đó họ tìm ra được một số chất có thể là chữa được cho cái bệnh coronavirus. À, và cái ông mà nhà khoa học đó, ông nói là những cái này nè không có cần thiết phải thử qua thú vật nữa, là tại vì những cái thuốc đó họ đã thử trước rồi, họ thử nghiệm trước rồi đó. Cho nên bây giờ họ chỉ lấy ra để mà cần lấy ra để thử trên người thôi. Và họ đang kêu gọi nhà nước hoặc là những cái cơ quan mà sản xuất đó hỗ trợ về vấn đề tài chính để mà họ sản xuất cái thuốc đó. Nhưng mà cái này nó không có đúng theo cái trình tự mà của FDA đưa ra, thì mình không biết là có được được chấp nhận không, chấp nhận approve hay là không. Nhưng mà ổng nói là ổng chắc chắn 100% là cái thuốc của ổng là sẽ chữa trị được. Thì chúng ta nghe vậy thì mình cũng rất là mừng, tại vì nó sẽ đốt cháy được một cái giai đoạn rất là nhiều. Đúng để rồi. Thử nghiệm trên người và sẽ đưa ra thuốc rất là sớm thưa quý vị. Cái đó hay quá, cái đó là hay quá. Mình coi như mình chế tạo ra nhiều cái loại vaccine khác nhau hết rồi trước đó, sau đó bây giờ lại lấy những cái vaccine đó mình để mình thử cho cái loại này, rất là hay ha. Và thêm một cái tin mừng nữa mà Hồng Lan muốn chia sẻ với quý vị. Hôm nay chúng ta có nhiều tin mừng quá. Thì có một cái nơi mà chuyên nghiên cứu về sinh học của quân đội đó, tên là Waterridge Army, họ đang thử nghiệm cái vaccine này trên những con khỉ xanh. Thì họ thử trên mấy chục con khỉ đó thì đã có kết quả rồi. Có nghĩa là những con khỉ này nè đã hết bệnh. Và họ chờ nó hết bệnh xong, họ tiêm cái con virus vô nó nữa thì nó không bị bệnh lại. Có nghĩa là nó đã miễn nhiễm.
có kháng thể luôn. Có nghĩa là họ đang nghiên cứu cái này, nó vừa là thuốc trị bệnh mà nó cũng là tạo kháng thể cho mình luôn. Cái điều này nó làm cho chúng ta rất là mừng là xong cái giai đoạn này thì họ sẽ thử trên con người, và mình hy vọng là cũng sẽ sớm để mà thử nghiệm ra được nhiều vaccine. Hiện tại bây giờ thì khắp nơi trên thế giới ai cũng muốn có được vaccine sớm, có được thuốc trị sớm để đem đến cho tất cả mọi người, để mà cái tình hình mở cửa của chúng ta, khi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta làm việc, chúng ta đi chơi này nọ, chúng ta không còn lo sợ nữa ha quý vị. Hôm nay ngồi mà trời mát ghê á. Trời, hôm nay mình ngồi trong trong cái bóng mát của cây nè, gió nó thổi hồi lạnh. Ngày hôm nay là dự báo thời tiết nói là cũng là một cái ngày nóng của Cali mà Hồng Loan thấy cũng rất bình là thường. Mát mẻ. Cali có nghĩa là Nam Cali này nó quý vị là miền Orange County. Cali nó rộng lớn lắm, nó lớn rất là nhiều. Nó bao gồm luôn San Jose, San Francisco là Bắc Cali, thì miền Nam Cali. Nhiều khi Loan hay nói Cali có nghĩa là dùng lên là đang ở thôi, chứ không phải là hết Nam, Cali. Nam Cali. Nam Cali nha quý vị. Hồng Loan cũng xin thông báo đến quý vị là hiện tại bây giờ mà ai có cái nhu cầu mà muốn mua xe, xe mà thuộc dạng xe mà luxury, đắt tiền đó, loại giá rẻ đó. Wow, giá rẻ hả? Hiện tại bây giờ là những cái công ty mà cho thuê xe, họ đang có cái dự định là đưa ra bán rất là nhiều. Thì trước mắt là mình thấy có cái công ty mà Hertz là họ đã đưa ra cái xe mà Corvette, là cái xe mà xe sport đó. Cái dạng xe này là giá nó cỡ khoảng gần cả 100,000 đó thưa quý vị. Việt Nam gọi là xe convert, cọc vẹt. Cọc vẹt đó. Dạ, theo tiếng Pháp đọc đấy. Thì họ đưa ra một loạt 20 cái xe này, và họ bán với cái giá là 60,000. Và theo dự đoán thì sẽ có rất nhiều những cái công ty cho thuê xe sẽ đưa hàng loạt xe ra mà bán giá rẻ như vậy. Bởi vì trong thời điểm mà vừa qua thì không ai thuê mướn xe. Xe của mình còn không đi, mà huống chi mà đi mướn xe của người khác. Đúng rồi. Cho nên những cái công ty này họ đang gặp rất nhiều khó khăn luôn. Nhiều cái công ty phải tuyên bố đóng cửa phá sản. Chẳng hạn như Victoria's Secret đó quý vị, là đóng 250 tiệm trên Canada và nước Mỹ. Rồi JCPenney thì là khai phá sản. Rồi Pear Import gì đó thì cũng đã khai phá sản rất là nhiều công ty. Nhưng mà ngoài ra đó thì cũng có những công ty họ lại làm ăn được. Thì hiện tại bây giờ thì nếu mà chúng ta có nhu cầu mà cần mua xe thì thường mấy cái xe mà họ cho thuê đó, họ cũng sử dụng rất là mới. Họ cho thuê thường là họ cho thuê trong vòng 3 năm là họ sẽ bán và họ đổi một cái lượt xe mới. Cho nên những cái xe của những công ty này thì cũng rất là bảo đảm. Nói về mình mà cho thuê xe đó, chẳng hạn quý vị đi, quý vị qua bên Mỹ mà chẳng hạn được một tháng thì họ sẽ cấp cái tạm thời cho quý vị đi được trong vòng một tháng đó. Cái luật của California đó là Cali thôi. Là mình có thể du lịch qua đây, mình có thể lái xe mướn được. Xe được. Mình lái xe được trong vòng hình như là 6 tháng trong cái cuốn sách DMV của California họ có ghi. Thì chúng ta có thể lái xe được trong vòng 6 tháng khi mà mình đi du lịch, với điều kiện là phải mua bảo hiểm. Phải mua bảo hiểm. Dạ, mà cái bảo hiểm đó rất là mắc, một ngày là mình phải trả cỡ khoảng 20 đồng á. 20 đồng cho một ngày thì mình có thể mướn xe mình lái đi, thì mình đóng cái bảo hiểm đó. Thì nếu mà mình có bằng lái mình có bằng lái là được rồi. Nó không đòi hỏi phải là bằng lái của California, không đòi hỏi phải là bằng lái của Mỹ. Có nghĩa là mình có thể lái được. Ở bên đây họ quan trọng là cái vấn đề bảo hiểm nhiều hơn. Lỡ mà có gây tai nạn gì đó thì cái hãng bảo hiểm sẽ cover. Chứ khi mà mình đi mướn xe thì mình có trách nhiệm là mình phải biết đường xá, luật lệ. Cái đó là cái luật của mình này. Nếu mà mình sai là mình bị bắt, chứ không phải là hãng xe bị bắt. Đúng yeah. Rồi. Hồng Loan được biết là Las Vegas sẽ mở cửa trở lại vào cuối tháng 5. Wow. Hồng Loan xin thông báo chi tiết đến tất cả quý vị ha. Là Caesar Palace
bắt đầu nhận đặt phòng vào ngày 29 tháng 5. Venetian, Bellagio, New York, New York, Wynn, Vegas là sẽ nhận đặt phòng vào ngày 1 tây tháng 6. Riêng MGM á, thì họ nhận vào ngày 4 tây tháng 6. Và hầu hết những cái sòng bài á, khi mà họ mở cửa lại đó, họ là họ sẽ free cái vấn đề parking. Hồi lúc đầu tiên hết đó là parking là free ha quý vị. Cách đây lâu rồi. Dạ, cách đây cũng khoảng 5 năm. 5 năm. 5 năm về tất trước. Tất cả các sòng bài đều free. Đậu xe là free hết. Nhưng mà thời gian sau này á, thì nhiều khi người ta cứ đậu xe rồi người ta đi chơi hoặc người ta đi qua chỗ khác người ta chơi làm cho cái sòng bài đó họ không có thu nhập được thì họ mới tính cái tiền parking. Nhưng mà họ tính cái tiền parking, nhưng mà khi mình vô mà mình có xài tiền hay là mình có đánh bài gì đó là họ sẽ cho mình đóng dấu cho mình là hoặc là mình có đặt phòng ở trong đó thì mình sẽ được free cái parking đó. Thì hiện tại thời gian sắp tới này là sẽ free parking hết. Trung bình là nó đậu xe khoảng 18 đồng một ngày thưa quý vị. Bây giờ thì là free. Nhưng mà đặc biệt là valet parking sẽ không hoạt động là bởi vì khi mà có người leo lên leo xuống xe thì nó sẽ dễ lây lan với nhau, cho nên chưa được mở cửa cái valet parking. Một cái điều mà đặc biệt á là khi mà mình đi vô sòng bài mình ngồi á thì những cái cô tiếp viên mà đi vòng vòng mặc đồ bikini đồ rất là hấp dẫn phải không? Thì kỳ này các cô đó sẽ là người đưa hand sanitizer cho chúng ta để mà rửa tay. Ngoài ra thì ngay cái chỗ cái bàn mà mình ngồi mình chơi đó thì cũng có để những cái hand sanitizer đó cho chúng ta sử dụng luôn. À, và tất nhiên là phải đeo khẩu trang. Những người đứng chi bài phải đeo khẩu trang. À, khách hàng thì có lẽ cũng tùy theo cái casino thôi. Có nơi thì họ bắt mình đeo, có nơi thì họ khuyến khích mình đeo, chứ họ không bắt buộc. À, và những cái bàn mà machine mà kéo máy đó, thì nó sẽ bị ràng lại để mà ngồi cách xa nhau. Và người chơi bài á, ngồi mà chơi ở trên bàn đó thì cũng hạn chế là chơi blackjack á, hồi xưa Hồng Loan nhớ là mình ngồi được cỡ 6 người. Thì bây giờ là chỉ có 3 người thôi. À, và chơi cái mà scrap table á, thì á, tối đa là chỉ được có 6 ghế cho cái scrap table. Và chơi cái roulette đó, chơi roulette mà quay số mà 36 con số đó, đặt số đó thì á, chỉ có 4 ghế. Thường chơi roulette rất là đông. Hồng Lan cũng được đó. Hồng Lan cũng thích chơi roulette và lâu lâu mình vô mình đứng mình chọt một số hai số rồi chơi cũng vui. Chơi như em dễ thua lắm. Chưa đặt cái vài số của mình cũng. Thì nó như vậy thôi, chơi roulette thì ví dụ như mình nhìn lên cái bảng mình thấy nó hay ra màu đỏ hay màu xanh thì nó hay ra cái con số nào thì mình thích con nào thì mình cứ đặt con đó thôi, hên xui cái đó là hên xui rồi. À, hồi đó roulette hả là đứng sát nhau vậy nè mà một chê, cái bàn chê, á nhau. Một cái bàn đứng nhiều khi á, mười mấy hai chục người luôn cũng có nữa, miễn sao mình chui vô được mình đặt thì mình đặt thôi. Thì là hiện tại bây giờ là chỉ được có 4 người. À, nói về cái vụ mà gửi xe đó thì nhân viên của các sòng bài gửi xe sướng lắm quý vị. Mình Lộc với Loan có quen một cái anh bạn trên Las Vegas, anh làm về sòng bài đó, coi như là ảnh xe ảnh chạy vô tự động nó mở cửa không cần người nào hết. Không, nhưng mà phải theo hệ thống. Theo hệ thống đúng rồi, mình nói trước cho người ta thấy bất ngờ. Thì bây giờ giải thích nè, là có nghĩa là nó có cái camera, nó quay cái số biển số xe, cái biển số xe là ảnh đã cho cái hệ thống biết là xe của ảnh là xe đó, tự động tới cửa bất cứ cái hệ thống nào của MGM nha, tại ảnh làm hệ thống của MGM thì vừa mới chạy vô là cái cần gạt nó gạt lên liền. Hay không? Quá hay ha. Nó thông minh quá. Nó nhìn cái đồng biển số là nó biết là xe của ai ai nó mở lên. Mà đâu phải là xe cao, xe thấp, xe bự, xe nhỏ, mà nó phải kiếm cái biển số và để mà nó đọc. Cái đó là cái hệ thống thông minh của nó. À, hồi nãy thì Hồng Loan chia sẻ với quý vị cái kinh nghiệm mà để mà làm cho cái tóc mình nó phùng ha. Nhiều khi mình tóc của mình nó nặng á, nó đè á, nó bẹp á nha. Đừng nói tóc bẹp giống tóc anh. Nó mới đẹp.
Cái Hồng Lan giới thiệu đến quý vị ha, cái máy đó mình bấm vô á, cái tóc mình á, nhìn á, không có thấy ấy, không có thấy quăng, nhưng mà cái tóc mình á, nó phùng lên. Chia sẻ làm điệu chút xíu ha. Bây giờ bắt đầu mình đi ra đường rồi, mình cần phải làm đẹp nhiều hơn. Thì Hồng Lan muốn tất cả chị em phụ nữ chúng ta đều đẹp. Cái đàn ông cũng phải đẹp chứ quý vị. Muốn bấm không, em bấm chưa? Nhưng mà là, chắc tại là tại vì trở kháng của mọi người khác nhau. Lúc mà ở Việt Nam thì tóc lọc đó, gấp 3 lần, 4 lần cái tóc bây giờ. Bây giờ tóc nó không biết đi đâu, theo ốc, theo bà hết rồi. Theo Hồng Loan biết thì ở bên Mỹ thì họ sử dụng cái chất thuốc nhiều ở trong cái nước đó. Nhất là mình sử dụng mà nước nóng thì nó lại càng hại hơn. Lúc mà lọc thời gian đầu qua đâu có biết, cái thì anh trong nhà không có gắn hệ thống lọc nước á, cái mới bị rụng tóc gì. Với lại cái cơ thể mình nó hình như thiếu chất gì hay cái gì, không hiểu. Thiếu vitamin X à? Không, nghĩ là vitamin T. T là tóc á. Thì X là hair đó. Nhân đây thì Hồng Loan xin phép gửi lời cảm ơn đến quý vị một chút xíu thời gian nha. Cảm ơn Hồng Ly, con gái Gia Linh làm bột giống mì kéo sợi. Gia đình Loan Lộc dễ thương ghê. Tội nghiệp Lộc quá, có việc làm hoài. Cô Hồng hả? Chắc cô Hồng ha. Cô Hồng chúc sức khỏe đến đại gia đình. Hồng Loan cũng xin thay mặt cả nhà ha, kính chúc sức khỏe cô cùng gia đình luôn luôn vui vẻ ha cô ha. Cũng như là Selina Huỳnh, cô yêu Gia Linh, Gia Linh cưng quá. Cô yêu gia đình, gia đình lớp lớp với cái đó hòa. Cảm ơn cô. Thì chị Cindy Nguyễn cũng là một người rất là yêu thương Loan và Lộc. Ngày nào chị cũng đón xem clip của Loan và Lộc hết. Cảm ơn chị nha. Ngọc Nguyễn thì nói là em chào anh chị. Bé Hailey nhà em bằng tuổi với bé Gia Linh. Xem Gia Linh làm và chơi bột, bé Hailey rất là thích. Và Gia Linh lên nhiều nhiều video để cho bạn Hailey xem. Hồng Loan cũng có quay một số cái clip mà để làm, muốn làm một cái channel riêng cho Gia Linh đó. Thì Hồng Loan đang có cái suy nghĩ là có lẽ là mình nên bỏ những cái clip mà của bé Gia Linh lên chung cái channel của ông ngoại với là mẹ luôn. Để mà ví dụ như quý vị vào xem thì chúng ta sẽ có nhiều cái để mình chọn lựa. Ví dụ như là cho người lớn, rồi tâm sự với nhau, hoặc là để riêng một cái channel để riêng cho con nít. Thì hy vọng là tất cả các cô chú anh chị mà có con có cháu thì hãy xem những cái clip của bé Gia Linh. Thì Hồng Loan đang hướng bé Gia Linh đi theo cái chiều là vừa nói tiếng Việt nhưng mà nói tiếng Mỹ nhiều, để cho các bạn ở Việt Nam có thể học thêm tiếng Mỹ. Không biết quý vị có đồng ý không ha? Nếu mà đồng ý thì cho Hồng Loan biết, Hồng Loan sẽ chia sẻ một số những cái clip của bé Gia Linh lên nữa. Và nhân đây thì cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương cái channel của Bảo Quốc Hồng Loan. Cảm ơn Ben Nguyễn nè, cảm ơn Thủy Nguyễn nè, Bích Ngọc Nguyễn nè. Mary Annie thì Đặng, cũng là người rất là yêu thương Loan với Lộc. Ngoài ra thì có cô Thanh Nga ở Australia. Cô cũng theo dõi kênh của Loan với Lộc rất là thường xuyên, lúc nào cũng góp ý và cho Loan với Lộc nhiều cái việc rất là hay. Cô Thanh Nga sao tên giống cô Má Ba quá. Cùng tên với lại Má Ba Thanh Nga của Hồng Loan ha. Rồi Lê. Cảm ơn Lê. Không biết là last name hay first name. Rồi Quý Nhân Trần. Đó. Rồi cảm ơn Thanh Phan. Rồi Chiến Ly nữa. Bạn cũng rất là dễ thương. Mà bữa giờ sao không thấy Huỳnh Lộc ha, Lộc em á. Không biết có bận rộn việc gia đình hay là có gì không. Thì nếu mà xem cái clip này Lộc em lên tiếng cho chị Hồng Loan biết ha. Bữa giờ không có thấy em comment gì trong cái channel của chị hết. Rồi những cái bạn mà Lộc nghĩ chắc thì tại giờ họ đã bắt đầu đi làm rồi. Thời gian coi thôi, coi xong rồi chắc mệt quá nằm xuống nghỉ rồi, chứ đâu có thời gian đâu mà comment. Nếu mà có cái thời gian thì comment nha. Lâu lâu thì lên tiếng cái cho Hồng Loan biết là chúng ta vẫn còn mối liên quan với nhau. Oh my god.
Oh my god hả? Cảm ơn oh my god nha. Kim đổ ha. Thanh Hình, Xuân Duyên, Xuân Annie Nguyễn, Will 99. Rồi cô Nhung Đặng, thì Đỗ Thị Cúc, Linda cũng là người rất thường xuyên comment trong cái channel của Hồng Loan luôn. Cảm ơn bạn Linda đã rất là yêu thương gia đình của Loan ha. Rồi cảm ơn Hạnh Ngô, Hạnh Ngô hỏi gạo Nhật nấu giống như gạo Việt Nam hả? Em có trả lời chưa? Loan trả lời rồi, thì quý vị thử đi, quý vị ăn gạo Nhật đi. Cái gạo mà Hồng Loan ăn đó là Nishiki, là gạo của Nhật. Thì Hồng Loan thấy là cái gạo đó nó ít đường lắm và nó rất là tốt. Từ xưa giờ, từ khi mà đổi ăn cái gạo Nhật đó, thì mình ít có bị lên ký hơn. Tất cả mọi người trong nhà đó ít bị lên ký hơn, chỉ ngoại trừ Bảo Lộc thôi. Không, Bảo Lộc không có lên ký. Nó giỡn chơi với quý vị, nhưng mà Hồng Loan thấy cái gạo đó nó rất là tốt. Gạo trắng nè, gạo nâu, gạo đỏ ha. Nhưng mà cái gạo nâu nó đó mình ăn đó, nó cũng không có đến nỗi mà khó ăn như là hồi đó mấy cái gạo nâu. Cái gạo nâu nó cũng dẻo mềm, và gạo trắng thì rất là dẻo, rất là mềm luôn. Lộc Dưới Lân xin cảm ơn Michelle Kaiser. Chị Michelle Kaiser cũng rất là yêu thương kênh của Loan, cũng theo dõi rất là nhiều. Cũng như Kim Trần nè, Kim Nguyễn. Rất là cảm ơn mọi người đã chia sẻ những cái clip của Loan với Lộc, cũng như là chia sẻ cái thời gian quý báu của quý vị. Bây giờ hình như nhiều người cũng đã trở lại đi làm, có công việc và không có còn thời gian thoải mái mà vẫn xem chương trình của Loan với Lộc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ. Bye bye. Nhớ like, share, subscribe những gì làm vậy rồi mà phải giữ thể diện của mình. Tôi kiếm cái con già bắt luôn là trong bộ phim này. Dạ ông ơi, xin chào cô ạ. Ừ, đúng mới đâu chú, cái bên chỗ cũ.